Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong thủy tử vi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một video có chủ đề về nhân tướng học. Xem tướng người giàu có, tướng mạo của người giàu sang phú quý. Một, tổng quan tướng người giàu sang phú quý. Mỗi người sinh ra trên đời đều mang một số mệnh riêng. Có người chỉ nhìn qua là biết có số mệnh giàu sang phú quý toát lên từ chính gương mặt, vóc dáng, phong thái hơn người của họ. Theo nhân tướng học, tướng người giàu sang phú quý có những đặc điểm nhận dạng rất nổi bật mà chỉ cần thông qua quan sát là ai cũng có thể nhận ra. Tướng mạo người giàu có thường có hình thể đầy đặn, tinh thần an định, khí sắc thanh tú, trán cao đầy đặn, mắt sáng rạng rỡ, lông mày thanh mảnh, tai dày, môi đỏ nhuận sắc, giọng nói thoải mái, mặt vuông, hình tề chỉnh, lưng thẳng đầy đặn, da sáng, bụng phệ, răng tựa răng trâu, dáng đi tựa chim hạc. Xem tướng người giàu sang thường có tướng mạo như thế, thích hợp với người có hình thể đầy đặn hơn là thiếu cân đối. Theo sách xưa, xem tướng người phú quý phải có hình thể đầy đặn, ngũ hình đôn hậu, địa cát vuông ngay ngắn, tề chỉnh, tai cao thấp hài hòa, tiếng nói tựa như tiếng chuông, răng như hạt lựu xin nhau mà tề chỉnh, lưng cao tựa như đội mai, cổ phải có ngấn rốn sâu, chứa vừa quả mận, bụng lớn, sệ xuống. Xem tướng người phú quý phải có thái dương, trung dương, thiếu dương và bộ vị ngọa tầm có thịt nổi cao tựa như ngón tay đặt nằm. Sống mũi bằng phẳng, đầu tựa hổ, trán chim yến, sơn lâm thanh tú, thiên đình và khẩu giác phải đầy đặn. Người có tướng số giàu sang, lông mày không nên ép sát với đến tóc mai, mũi thẳng, rốn ngay thẳng, miệng vuông, chữ tứ, răng đều chỉnh tề, khi nhai tựa như trâu, nuốt tựa như dê mới là tướng ăn tốt. Xem tướng người giàu có, tư thế ngủ như hổ, thân nằm tựa như rồng, tiếng thở nhỏ như không nghe thấy, mắt có thần, lông mày thanh thoát, sơn căn không cong gãy, niên thượng và thọ tượng đầy bóng, vành tai rõ ràng, áp sát ra đầu. Nhìn chung, tướng mạo của người giàu có phú quý phải có hình tướng phù hợp, ngũ hành có phúc lộc. 2. Xem tướng người giàu có qua từng bộ vị trên cơ thể. A. Mắt to tròn, tươi sáng. Người có đôi mắt tròn, ánh mắt tươi sáng, dịu dàng, thư thái. Trên mí mắt có nhiều đường vân ngang là người có phúc thọ, cơ thể và tinh thần luôn vui vẻ. B. Dái tai to, vành tai rõ ràng. Xem tướng người sung sướng thường có vành tai to, rõ ràng. Thủy tai đầy đặn là có nhiều phúc lộc. Người có vành tay đầy đặn, thường có tín ngưỡng, hay làm từ thiện, có số giàu sang, phú quý, tiền bạc dư giả, cả đời không phải lo lắng gì. C. Gò má đầy đặn, đầu mũi tròn. Xem tướng người giàu sang, thường có đầu mũi tròn, họ là người hiền lành, tốt bụng, nếu gò má lớn, đầy đặn, thì là người có lòng trắc ẩn, hay giúp đỡ người khác, cộng thêm lông mày dài, gọn gàng, thì rất giỏi giang, đoan chính, hòa ái, cuộc sống đầy đủ vật chất, phước lộc dồi dào. D. Lông mày thanh tú. Xem tướng người giàu, nếu có lông mày thanh tú dài hơn đôi mắt là nét tướng tốt lành. Họ là những người có đầu óc thông minh, sáng láng, có trí tuệ, cả đời giàu có, hiển hách, cao sang. E. Người nhỏ tiếng vang. Khi xem tướng số giàu nghèo, người ta nhận thấy rằng những người có vóc dáng nhỏ nhưng tiếng vang thường là có tố chất làm lãnh đạo, giọng nói mà hào khí, thì chứng tỏ người mạnh mẽ, cơ nghị, có khí phách, vì thế đã có tướng mệnh giàu sang phú quý. G. Môi hồng răng trắng. Xem mỗi tướng người giàu sang có răng trắng sáng, đều như là bắp, môi hồng tự nhiên, giọng nói trong, rõ mà nhẹ nhàng. Đây được coi là nét tướng đẹp của phụ nữ. Đàn ông lấy được người vợ này thường có tình cảm tốt đẹp, vợ chồng yêu thương, gia đình hưng thịnh, vững vàng. H. Sắc mặt hồng hào. Tướng mạo của người giàu có sắc mặt hồng hào, đó là biểu hiện của người khỏe mạnh, tinh thần tốt, giàu sức sống. Đỉnh đầu có xương thiên dương nhọn nổi lên. Xem bói tướng người giàu có trên đỉnh đầu có xương thiên dương, tức vô tiện cốt, nổi lên là tướng người đoan chính, cao quý, uy nghi, chính trực và nhân từ. Nếu có thêm chán rô nổi rõ thì là người được trời ban phúc lộc thọ, quang minh lỗi lạc, một lòng hướng thiện. Dáng ngồi vững như bàn thạch.
Coi tướng người giàu sang thường có dáng ngồi vững như bàn thạch, dáng nằm như hồng hạc, dáng đi mềm mại như dòng nước, dáng đứng hiên ngang như ngọn núi. Họ là những người có tinh tỉnh, ôn hòa, vững tâm, kiên định trong mọi hoàn cảnh. Việc tu tâm, dưỡng tính đạt tới mức độ hài hòa, dám làm, dám chịu, hành động trượng nghĩa, có nhiều đóng góp cho xã hội. Về tướng xương, coi tướng xấu giàu nghèo, người ta nhận thấy phú quý gốc ở tướng xương, nghĩa là xương nặng, da thịt vừa đủ, thiên thương và địa các đầy đặn, nổi cao, hình miệng, răng trắng, thì chủ là tướng mạo giàu có. Người có tướng đầu nhỏ, trán rạng rỡ, thần sắc dồi dào, tiếng nói trầm bổng vang xa, thần sắc dồi dào là tướng người nhiều tiền, dễ được trời phú. Tướng người có số sướng thì có tướng mặt bằng, lộ vị lan đài, rộng, dù hình khí hỗn loạn nhưng cũng được coi là tướng người sung sướng. Xem tướng người phú quý có bộ vị quý cốt, kim quý nối liền với nhau, lòng bàn tay đỏ tựa như máu là người có quyền cao, chức trọng và phú quý. Người có tướng số giàu có là người có thân hình gầy, giọng nói trong sáng, vận khí, điều hòa, tai chiều hướng đến miệng và tướng tích tụ được nhiều tài sản. Nhìn chung, người ta có thể xem tướng người biết giàu nghèo, xem tướng người sống khổ thông qua đặc trưng trên cơ thể nổi bật như sau. Những người có tướng giàu sang phú quý, giàu có thường có tóc mềm mại, không sơ rối, đôi mắt có thần, miệng hình tròn đẹp, thân tựa như ngọc, như châu, mình gầy nhưng đầu lại tròn, vành tay thẳng đứng, tay đầy đặc, da mềm tỏa hương tự nhiên, sắc thái tươi thắm, mặt trắng trong khi thân đen là trong âm có dương, lưng không cần trắng nhưng đầy đặn, mắt có thần thái, môi hồng, người nhỏ nhưng tiếng nói lại oai hùng, từ khi sinh ra đã sở hữu vẻ đẹp thanh tú. Trên đây là một vài quan điểm về xem tướng người giàu có, xem tướng người giàu sang phú quý, tướng mạo của người giàu có. Qua đó bạn có thể biết được phần nào về tướng người giàu sang, những đặc điểm nổi bật như thế nào. Cảm ơn các bạn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.